Em ơi em ơi, ăn tôm khô không? Ăn tôm khô không? Em chỉ ăn tôm tôm sống thôi á, tức là hàng tôm tươi à? Còn tôm khô thế này là không thích à? Anh đi Hà Nội mua tôm khô về cho em này. Đây là cái món tôm khô và cái câu chuyện là như thế này các bạn ạ. Sao? Sao mà suy nghĩ thế? Mạnh dạn lên, bác cứ mạnh dạn lên. Một khi hai thằng thằng em với thằng cháu ở đây rồi mà sao bác cứ phải xấu quất thế nhỉ? Nếu bác thích một cái màn, bác cứ mạnh dạn ra đây. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Để anh suy nghĩ. Không phải suy nghĩ. Tiền thì mình làm quanh năm, mình làm cả đời. Yeah. Quan trọng là thứ nhất là mình phục vụ cho mình này, phục vụ cho công việc này, và thứ hai nữa là nó cũng ngon hơn. Dậy 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 dậy, làm sao cứ phải gạ như gạ trẻ con ăn kẹo. Từ từ đã. Để chú suy nghĩ đắn đo xem. Lần này nếu mà bác thích, em sẽ cố gắng hỗ trợ bác cái màn hình. Thì nếu em hỗ trợ bác lên hẳn là cái màn hình 2K. Em cõng tiếp. Ờ. Đằng nào ngồi một rồi cùng một giỏ rồi. Năm mươi tăng cường từ từ. 15 giây suy nghĩ. Được. Anh em ra ngoài Hà Nội đều có quà có cáp về hết rồi mà mình không có thì cũng hơi tiếc. Vậy là sau một thời gian suy nghĩ và đắn đo, anh em cũng động viên thì mình cũng làm một con màn hình mang biểu trưng của tôm khô về để sử dụng. Thì cái màn hình này của mình thì là màn hình 2K em nhỉ? 2K này. Nói chung là mình cũng lắm thông tin về cái màn hình này thì nó cũng chưa được nhiều lắm. Thế nhưng mà nói chung là có tôm tươi hay tôm khô thì nói chung là cũng khá ok rồi. Còn bây giờ thì là để mình xem xét lại một lượt nữa các bạn ạ. Đó chính là cái lý do mà hôm qua mình không ra được video đấy các bạn. Bởi vì là mình theo chân Quế mới lại Hiệp ra ngoài Hà Nội thì tận 2 giờ đêm mới về tới nhà cơ. Thế nhưng mà khi mà về tới nhà sáng nay mình đi bắt đầu mới lên nhà Quế lấy được cái màn hình máy tính này về. Thì sau cái thời gian đắn đo và suy nghĩ thì các bạn biết rồi đấy, mình đã quyết định là tu bổ thêm cho cái cây máy tính của mình một cái màn cho nó được ngon lành cành đào một chút xíu. Thì quay trở về với lại cái khối AV này của mình thì đã được vợ mình chăm sóc chu đáo. Ơi là chu đáo này các bạn này. Đấy. Vợ đang bảo là đi suốt ngày. Đây, đây là cái ngoại giao tốt em ạ. Anh ra Hà Nội anh ngoại giao được bên cửa hàng người ta có cái bọc này. Thì là anh mới nghĩ ngay ra là ở quê mình không có cái bọc này, chỉ có cái bọc nhỏ nhỏ bọc thức ăn thôi đúng không? Thế là anh bảo là người ta bán cho, mới đầu bảo người ta bán cho nhưng người ta bảo thôi em tặng anh. Thế là cái này lại được có việc đấy các bạn. Hôm nay may quá sử dụng được cái này. Mà khi mà vừa nói là vừa rét run luôn. Anh biết tin gì không? Tin gì đấy? Trời ơi, đi suốt ngày thì làm sao mà biết được. Ừ anh, dạo này công việc đi bận rộn quá. Có việc gì mà gớm ghê thế? Anh nghe tin vui hay là anh nghe tin gì rồi này? Thế nhưng mà có những cái tin gì nhỉ? Có cả tin buồn, anh có cả tin vui, anh nghe tin gì? Ừ thì cho anh nghe tin buồn trước đi. Ừ. Ê, khéo khéo, rét thế à? Rét. Tin buồn là rét lắm. Tin buồn là rét lắm á. Rồi ạ, đây, anh cũng đang run cầm cập đây. Thế còn tin vui? Chuột lang đẻ ơi. Ủa, chuột lang đẻ á? Ui, 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 vợ mình che chắn cẩn thận đúng không các bạn này? Ô, chuột lang đẻ à? Rồi rồi. Đấy các bạn. À, đi từ 2 giờ đêm hôm qua về tới nhà cái ngủ luôn. Ngủ hôm nay thì thực sự là hôm nay mình cũng ngủ dậy muộn một chút xíu. Bởi vì mọi ngày ấy, mình cứ 5 giờ với 5 rưỡi là mình dậy. Nhưng mà đúng hôm nay 6 rưỡi mới dậy. Dậy cái thế là lên nhà Quế luôn, lên nhà Quế lấy cái màn hình máy tính luôn. Thế mà không bảo sớm cho người ta không? Đi suốt ngày, đi tối ngày. Có đi được một hôm như thế thôi mà cứ đi tối ngày. Tâm trạng hôm nay đang vui đấy. Ô, che lại cẩn thận ghê này. Đâu, xem nào. Ây da. Vắn này. Đi ra đi, vắn đi ra không chuột sợ. Thích đấy. Hồi hộp ghê ấy. Ui dồi, giật mình. Xin chào. Đây để mình quay ra cái chỗ này cho ấm các bạn. Đi ra chỗ này để tránh gió. Tránh gió. Đây, chỗ này là không có gió rồi. Rồi này anh xem nào. Úi trời ơi, xem nào. Thế là em bé được hạ sinh đúng ngày.
trời mưa rét. Ở trong này mình bỏ cái tấm che này thì cũng hoàn toàn yên tâm các bạn, bởi vì là ở phía kia vợ mình đang che đậy cẩn thận đâu đấy rồi, cho nên là không sợ rét nữa. Nào xem nào, một ngày đẹp trời em nó đã hạ sinh. Ui xem nào, ui xem đẹp thế. Giúp với mẹ chứ hả? Anh xem nào, anh xem nào. Ui một bạn này là bạn tam thải luôn này các bạn này. Ui đẹp chưa này, đáng yêu chưa này, xem nào. Ui anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Mới khô rốn, mới khô rốn thôi. Đáng yêu chưa? Con này đúng chất tam thả, đẹp tuyệt vời luôn. Các bạn có nhớ không, là cái hôm mà mình mua chuột lang của Quế thì Quế cũng dành cho mình một bạn chuột lang mẹ này cũng gần đẻ. Thì hôm đấy mình bảo các bạn rồi, nó cũng sắp đẻ, nhưng mà với cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng chẳng biết là nó đẻ vào cái thời điểm nào. Bạn này thì chỉ có hai màu thôi, bạn này chỉ có hai màu thôi các bạn ạ, màu vàng và màu trắng, nhưng mà cũng cực kỳ đáng yêu luôn. Nếu mà sau này bạn này, hai bạn này mà đều là mái cả, đều là cái cả, thì là con trống kia của mình là nhân giống với hai con này là không bị lộn tông đâu các bạn ạ. Đẹp thế. Nào, anh bắt vào đây nào. Ok, tuyệt vời luôn các bạn thấy không? Run hắn sợ. Wow. Thật lần đầu tiên là nuôi chuột lang nó đẻ đó mà mình cũng có một phần gọi là hồi hộp và vui nhộn một chút xíu các bạn. Ôi, đáng yêu chưa này? Đấy các bạn, mình đi xa nhà ấy thì là cũng được vợ chăm sóc phụ thêm cho những con vật. Đây các bạn này, cám tấm rồi các thứ là vợ mình cũng chuẩn bị đầy đủ nước lôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ để cái cặp chuột này của mình ở trong này cho ấm, và cũng theo nguyện vọng của các bạn ấy, và mình gọi là cái đóng góp ý kiến của các bạn ấy, thì là mình sẽ di chuyển hai bạn chuột lang đực và một con chuột lang cái kia về một nơi ở khác, để cho chim trí của mình hoàn toàn có một cái không gian nó tự do. Mặc dù là mình biết rằng là chuột lang này nó cũng rất chi là thuần và nó không làm ảnh hưởng gì tới chim trí cả. Thế nhưng mà ý của các bạn nói rằng là sợ cái kiểu như là nó bị con trí nó bị chết ấy, hoặc là nó sợ điều gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc sinh sản. Thế cho nên là mình cũng ghi nhận những ý kiến đó. Và bây giờ thì để mình đậy ba mẹ con nhà chuột này ở đây cho nó kiểu như là đỡ hoảng. Sau đó thì mình sẽ di chuyển đôi bạn chuột lang kia. Ở trong này chăm sóc con thật tốt chuột nhá, ba mẹ con ở trong này nhá. Sướng thế. Wow, hoa cúc lở đẹp thế. Đẹp vẻ con này. Mặt tay nhau cái, từ hôm qua hôm nay giờ mới được gặp nhau. Nhớ nhau không? Không nhớ á, tụt chết rồi. Ui, đẹp thế là các bạn này. Đấy, bây giờ thì mình di chuyển mấy chú gà kia đi xuống dưới, avi dưới, rồi cho hai bạn chuột lang. À Hương ơi, Hương lấy ở trong tiện, lấy ở trong lồng, lấy một cái lồng bắt cho anh hai con chuột lang ở trong kia ra hộ anh cái đi. Tiện tay hộ anh cái. Ui, giờ để ý cả cái avi này luôn các bạn này. Vợ mình đã che đậy hết cẩn thận đằng phía sau rồi này. Ui, đúng là vợ mình nịn tị xịn thật. Thế này có đi đâu vài ngày chả sợ nữa rồi. À, mấy chú gà này của mình cũng lớn rồi, cũng lớn ghê rồi ấy. Thì là mình cho xuống cái avi ở phía dưới ấy, thì là cho chuột lang sống chung cạnh với mèo cho nó vui. Các bạn có thấy ngược đời không? Chuột sống cạnh mèo. Con ơi, Hiếm ơi, thôi không đi đá bóng nữa, bố bắt gà vào trong chuồng này ấy. Thì con chuẩn bị một cái thùng để con cho thằn lằn với con kỳ nhông của con vào đi. Bố lấy cái thùng nhựa đấy để bố chuẩn bị nhốt cá, không thì mùa đông này chết hết cá của bố mất, không đi đá bóng nữa. Không, ý bố là con lấy cái thùng nhựa ấy, lấy cái thùng nhựa ấy, con hiểu chưa? Để con cho cát các thứ di chuyển từ cái thùng nhựa sang cái thùng nhựa tròn tròn cơ. Ý bố là như vậy nhá. Mấy chú gà này cũng nhanh lớn ghê các bạn nhỉ. Nuôi cái giống gà này đâm ra lại lại hay.
cái đàn anh của nó đi đâu ấy, cái đàn anh của nó, à cái đàn anh của nó ở bên này các bạn, ở về bên chuồng bên cạnh này. Tại vì nhà mình ấy cái trời rét là ít khi thả gà sớm lắm, à, cứ toàn thả gà muộn thôi, mà đặc biệt là hôm nào mà mưa cộng với lại rét nữa ấy, thì là hầu như là không thả đâu, vì cứ cẩn thận ghê lắm. Ngan đẻ rất chi là nhiều trứng nhưng mà mình cho vào máy ấp rồi. Rồi thì cái đàn sắp sửa ra đời của giống gà đen này của mình cũng đang cho vào ấp rồi. Vì con mẹ nó có biết là ấp đâu, thế cho nên là mình rất chi là vất vả với cái việc ấp. Rồi, bây giờ cho nó vào trong này đi. Nào đi ra đây các em ơi. Đi ra vào trong này cho rộng. Ê, đi ra thì để anh còn cho chuột lang lên nữa. Lại còn cá nữa, đầy việc cả. Ra, nhanh. Ăn không? Lành không? Đi ra đi. Đã ra hết. Kia đàn anh của nó kia các bạn kìa, to ơi là to rồi luôn nhá. Đấy, vào đây cái là sẵn có cái ăn luôn. Nhà mình được cái là mỗi người một việc. Đấy các bạn thấy đấy, Hiệp thì chăm sóc những con kỳ nhông. Rồi thì nhiều khi là mình đi đâu xa ấy. Như ngày hôm qua thì mình cũng khá chi là yên tâm với cái những con vật của mình ở nhà. Có vợ này, có mẹ này, có con, cũng phụ giúp thêm được phần nào. Rồi, xong phim. Ở đây nhá. Ơi. Ô, có cả ngô này. Hiệp bảo mình là về bắt rắn mối. Em cầm cái này em xuống bắt chuột cho anh đi. Đấy. Đâu bố xem nào. Con đừng cho lá chuối, con đừng cho lá mít này vào, con phải cho cát vào. Cho lá mít này nó có tác dụng gì đâu. Đâu. Đây con rắn mối không dám bắt nó à? Nó thuần mà, đây. Nó thuần ơi là thuần đấy. Không dám bắt để bố bắt cho. Cái đuôi của nó mọc gần đẹp à. Chắc sang năm là đẹp. Đây con này thuần của con đây chứ gì. Nào cầm đi. Rồi nhẹ thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Thế. Để nhẹ vào, con để nhẹ vào. Để khẩn trương cho nó cất đi không nó ấm. Cho nó ấm không bọn này nó không chịu được rét đâu. Đây các bạn này, ngoan phết đây. Ông à. Cái kia không đục lỗ. Làm sao bọn kia thả được? Cái kia không đục lỗ làm sao bọn kia thả được á? Con phải cho nước vào đây nha. Đây rồi. Đấy nhá, lúc nào con phải kiểm tra, liên tục kiểm tra xem nó còn nước không, nhớ chưa? Con gì thế phải cân nước, nhớ chưa? Đậy cái này sau tí nữa bố dùi cho cái lỗ, đậy lên đây cho nó ấm. Đấy. Dự báo thời tiết rét cá, thế là rét ngay. Những cái con vật mà nó không chịu được rét là mình phải di cư cho nó trước. Trong cái khối cá của mình thì duy nhất chỉ có mỗi bình tích là nó không sợ gì rét. Còn thì hai chú cá beta này của mình cũng phải di chuyển thôi các bạn. May quá có thùng xốp đẹp thế. Một con. Đấy, vào trong này tha hồ ấm luôn. Còn con mái nữa. Đấy, may có cái thùng xốp này. Cái thùng xốp này thì nó giữ nhiệt thì vô đối rồi. Rồi sau cất vào trong AV ở dưới kia thì tha hồ luôn các bạn. Đã xong xuôi đâu đấy rồi. Tha hồ ấm ngay. Tao đây còn rét. Đây, chúng chi chúng mày ở dưới nước. Đấy. Lại tiếp tục cái đàn 7 màu này các bạn ạ. 7 màu này á, chỉ cần xuống tới khoảng tầm 15-16 độ thôi là cái nguy cơ đi hàng loạt luôn. Mấy cái con cá trắng của mình nó đẻ rồi đấy các bạn. Nó đẻ rồi nhưng mà nó không được nhiều. Hình như được 5-6 con thôi. Cho nên là mình cũng hơi khó quay cho các bạn xem. Định là nếu như thời tiết mà hôm nay mà nó ôn hòa, không ảnh hưởng gì ấy, thì là mình cũng cố gắng là mình rình dập nó để quay cho các bạn xem, nhìn nó đẹp lắm. Thế nhưng mà thôi, thời tiết như này thì mình phải vội chạy cá trước đã. Không gì là bằng an toàn đúng không? Đập mũ nước thế thôi mà mấy con cá vào. Mình nhớ năm ngoái cái bể cá của mình ở bên ngoài ấy, tức là mình cũng nuôi bằng cái thùng nhựa này này. Ở bên ngoài trời rét thôi đi hết sạch. Ấy thế nhưng mà ở trong cái AV này của mình này các bạn này, có 5-6 cặp cá 7 màu thôi. Thế nhưng mà ui nó còn sống 100% luôn các bạn. Thế cho nên là mình bảo là chứng tỏ cái giống cá 7 màu này chịu rét kém thật. Rồi bây giờ để mình
cố gắng mình túm cho nó hết 90% đi các bạn. Chứ còn để bắt sạch thì khó lắm. Cái bể này trông vậy thôi bắt sạch khó lắm. Đây này, mới chỉ rét như vậy thôi mà đã quăng kèo một con rồi đây các bạn này. Đấy, rét quá đấy. Mới chỉ rét qua đồng một đêm thôi. Rút hết vào trong này là các bạn này. Lừa mãi không ra, công nhân họ này khôn thật. Vẫn còn nhiều lắm, chắc là phải còn gần nửa từng này nữa các bạn. Nhưng mà nó rút. Nhưng mà thôi mình tạm thời là cứ bắt tạm từ này cho xuống đã. Không thì nhỡ may đâu, bởi vì là mình cứ lo xa ấy, đỡ phải buồn gần. Cái lúc mà nó đang khỏe này, mình cho nó vào trong ấm thì con cá của mình nó vẫn luôn khỏe các bạn. Đấy các bạn thấy không? Cũng được gọi là hàng kha khá đấy chứ đúng không nhỉ? Nhưng mà mình thấy tỷ lệ trống nó nhiều quá các bạn. Rất chi là nhiều trống luôn, mái thì không được nhiều đâu. Nhưng mà nhiều trống. Khi mà cần đến ấy thì tất cả những cái thứ gì mà có thể tận dụng được đều mang ra đấy các bạn. Cái thùng xốp này nếu như mà bình thường thì nó không có vào cái việc gì đâu. Chỉ vào cái việc đó chính là đi bẫy thằn lằn thôi. Thế nhưng mà giờ nó đã được vào cái nhiệm vụ là cao cả hơn. Rồi bây giờ thì mình cho cái lô này của mình đi xuống dưới AV dưới các bạn. Tránh gió rét, càng ngày càng gió dần rồi các bạn. Rồi, giờ mới đến được các bạn chuột. Ui hôm nay mình nhiều việc thật đấy. Nào chuyện lạ khó tin nhá. Mèo ở gần chuột được không? Nào thấy thích không? Nhìn thấy chuột có thích không? Ôi trời ơi, nó to hơn anh gấp nhiều lần đấy anh ạ. Đừng giàu trí tưởng bỏ, đừng dọa nhá, nhớ chưa? Chỉ được bắt con chuột ở bên ngoài thôi, không được bắt con chuột này, nhớ chưa? Không được dọa nó nhá. Nhá. Đây là con chuột cái lon này. Và con chuột đực già các bạn này. Nào đi ra đi. Đi ra đi, trong này thao hồ ấm rồi nhá. Ra đi, ra đi. Nào, nào đi ra, ra, ra. Ngoan lắm, đi ra nào. Nào, đi ra nào. To chưa, các bạn thấy con chuột đực của mình to không? Hôm vừa rồi mình không có bắt được nó, mình không quay cho các bạn xem ấy. Nó to kinh khủng lắm. Con này mà để làm giống thì quá tuyệt vời luôn. Đi ra đi. Ui dồi ôi, to lắm nhưng mà to không biết đằng ra. Gần cân đấy các bạn, con này phải gần cân luôn. To lắm nhưng mà to nhỉ, ra kia. Đấy, ở đây nhá. Ấm lắm. Ôi, nhìn thấy mèo sợ. Sợ gì, bọn chuột này nó không có sợ mèo đâu các bạn. Bởi vì là giống chuột này, giống chuột nhân giống mà. Người ta cắt mất cái dây thần kinh sợ mèo của nó rồi. Cho nên nó chẳng có sợ gì đâu. Nó chỉ là có những âm thanh gì hoặc là thấy cái gì lạ là nó hoảng thôi. Còn ngoài ra chả sợ gì cả. Còn thì cái con chuột lang, bao chuột lang kia ấy, thì mình nghĩ rằng là mình cứ tạm thời nuôi ở dưới AV dưới cho nó cứng cáp con đi. Sau mình mang lên trên này mình thả chung với nhau thì nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ mà nó đang nuôi con mà thả nó vào đây giờ thì sợ mấy cái con này nó làm nó hoảng, nó lại chạy đi ấy. Đấy là cái ý của mình là như vậy. Tha hồ ấm luôn. Gà tre bắc tít ở trên này. Chuột ở phía dưới, mèo ở phía dưới. Đấy, xong xuôi được một cái AV nhỏ nhỏ này thôi. Còn nhiều thứ lắm. Hôm nay sao không hiểu sao tự dưng rét một cái thành nhiều việc. Thế là đã xong rồi đấy các bạn. Nhưng mà mình cũng chưa hiểu là nó trong tình trạng hình thù như thế nào. Thế nhưng mà thôi, xấu xí một chút xíu. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nó ấm là được các bạn. An toàn ấm là được. Chứ còn thì không ai muốn nó ở trong một cái bộ dạng nó như này. Thế nhưng mà cũng hay đấy các bạn này. Mình thì cẩn thận hơn là mình quấn rất chi là dày. Thế nhưng mà nếu để mà nhìn vào trong vẫn nhìn thấy chim đâu vào đấy đây. Khuyên nhỉ. Ăn giỏi thế, ăn khỏe thế. Đấy, như vậy là khá yên tâm với cái mùa đông này rồi. Không hiểu sao thằng cháu Hiệp của mình nó lại nghĩ ra được cái trò này. Thành ra là mình cũng lại học theo nó. Đây, bên này thế. Yến ơi, Yến, có nhìn thấy anh không? Hả? Có nhìn thấy không? Nó đang ngáo ngơ các bạn kìa.
có nhìn thấy anh không? Chạy ra đây á? À, bây giờ từ giờ đi là anh cho ăn bằng cửa này nhá. Chịu khó đi ra được cửa này, nhớ chưa? Nhớ chưa? Đấy, nhìn thấy nhau rõ một một nhỉ. Thế này thì không phải là xa nhau đâu, vẫn nhìn thấy nhau đấy. Trời ơi, trời ơi, rét tí mà xù hết lông, có giống chim chòe này nó vậy đấy. Như ở ban đầu mình đã nói rồi, nuôi chòe nếu như mà mình thì cũng không có kinh nghiệm đâu, thế nhưng mà được rất nhiều các bạn đóng góp cho mình ý kiến ấy. Mùa đông của miền Bắc này nuôi chòe rất chi là vất vả luôn. Thế cho nên là cái việc mình cẩn thận như này nó không có thừa các bạn. Xấu một chút xíu nhưng không sao. Rồi, coi như là đã xong cá này, chuột này, chim này, cho cái mùa đông rồi. Gió thì ngoài trời vẫn cứ vậy. Còn bây giờ công việc của mình đó là lắp ráp lại cái màn hình cây vi tính của mình, xem cái độ háo hức của nó ra sao các bạn nhé. Đây là tất cả những gì mà mình cố gắng đấy các bạn. ghép video mà cái kiểu màn của mình thì nó thật sự với các bạn thì mình cũng chẳng mấy khi là mình quay cho các bạn xem cái màn cũ của mình đâu. Nhưng mà thôi thì chả có thì cứ dùng tạm. Nhưng mà tạm thì cũng khá được lâu rồi, 3-4 năm rồi. Thì nhân tiện thì ra Hà Nội thì mình cũng thấy người ta tư vấn cái loại này mới ra, nó cũng rẻ rẻ. Thì không biết chất lượng thì có thế nào thì mình cũng chưa thử. Thế nhưng mà thấy họ tư vấn hay lắm. Ui, sao lại chắc thế nhỉ? Ui da da, ghê chưa? Hiếm ơi, đây xem nào. Đây là cái gì? Đây là cái củ này, củ chuyển điện này. À, đây là dây nguồn này. À, đây là cũng là dây nguồn. Nhưng mà nó là nguồn cái kiểu gì nó nạ lắm. À không phải, đây là chân USB. Đây là chân phụ. Wow, khéo gãy nhá. Mắt nhìn tay không được sờ. Đây, đây các bạn này. Đấy, cái đây gắn vào đâu á? Bình tĩnh, cái bình tĩnh bố làm cho mà xem. Đấy. Đây, bỏ đây cho bố. Con ốc này là phải tháo nó ra này. Đi lấy bố tu vít đây. Được cái lớn rồi, dễ sai phết. Đây. Cái này là nó ăn vào đây này. Đấy. Nó là như vậy. Không biết tôm khô này có bằng tôm tươi không. Test ở ngoài đấy thì là ngon lành cành đào. Nhưng về nhà là không biết là sẽ ra sao đây. Ok. Đây là cái cần này, là cần điều chỉnh. Đấy. Đây là còn cái chân này nữa các bạn. Ô, ok. Ô, thì mình cũng khôn phết này nhỉ. Tôi viết của bố đâu rồi con này? Bố cầm, bố cầm á. Tính là thóc, nhiều thóc phết đấy Hiệp ạ. 3 triệu rưỡi đấy, 3 triệu rưỡi là được 5 tạ thóc đấy. Đấy. Tivi hay máy tính á? Đây, bây giờ bố lấy ra cho con xem này. Đấy. Nào, theo không? Tivi mà bố. Tivi đâu mà tivi? Tivi ở luôn. Đấy. Màn hình máy tính đấy. Nhưng mà trông nó lủng lẳng quá nhỉ. Nhưng mà chắc là cho vào bàn thì nó cũng được chắc chắn hơn. Ở ngoài này nó có tí gió các bạn. Rồi, bây giờ thì là mọi cái công tác của mình đã xong xuôi đâu đấy rồi. Thì vào trong buồng của mình ấy thì để mình lắp ráp lốt cho nó xong. Và video của mình cũng kết thúc ở đây các bạn. Một lần nữa thì cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã theo dõi Long Đen trong thời gian qua, đã ủng hộ cho Long Đen những cái tình cảm, rồi thì chia sẻ cho Long Đen những cái kinh nghiệm chăm sóc những con vật. Mình thì không biết nói gì hơn cả, chỉ biết là nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn để mình cũng từng ngày phấn đấu chăm sóc những con vật được tốt hơn này, rồi thì kiếm thêm được nhiều tiền để nâng cấp những cái gì mình cần thiết cho công việc của mình nó được tốt hơn các bạn ạ.